sơn la đang nổi lên như một trung tâm sản xuất nông sản của cả nước có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước bộ công thương đã tham gia tích cực cùng sơn la trong quảng bá tiêu thụ nông sản ủng hộ và đồng hành cùng sơn la trong quá trình phát triển kinh tế nói chung công nghiệp thương mại nói riêng đó là khẳng định của lãnh đạo bộ công thương trong buổi làm việc với tỉnh sơn la mới đây theo lãnh đạo tỉnh Sơn La, 6 tháng đầu năm, tỉnh hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trung ương và các bộ ngành giao, kinh tế tăng trưởng ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 13.950 tỷ đồng, tăng 17,8%, giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 76,7 triệu đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm xi măng, chè, cà phê, sắn, xoài, chuối. Năm 2022, Sơn La phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 180 triệu đô la Mỹ tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh sơn la cũng chỉ ra nhiều bất cập đồng thời đề nghị sự hỗ trợ của bộ công thương về trình tự thủ tục thẩm quyền cho phép nghiên cứu khảo sát lập hồ sơ đề nghị bổ sung vào quy hoạch thủy điện đầu tư cấp điện cho các hộ dân đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội vùng tái định cư thủy điện sơn la thủy điện hòa bình hỗ trợ huy động thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp giúp tỉnh sơn la sớm trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng trung du và miền núi bắc bộ về những vướng mắc của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, Sơn La có cơ hội tăng tốc phát triển nếu đáp ứng được 6 định hướng lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương với nhiều đơn vị chuyên ngành có thể hỗ trợ tỉnh xây dựng được bản kế hoạch khả thi để trình chính, chính phủ. Bộ sẽ cử các đơn vị làm việc này cùng địa phương. Sơn La có nhu cầu thì đề xuất làm việc theo chuyên đề. Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh giải quyết các vướng mắc để Sơn La thuận lợi hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.